Chào mừng chị quay trở lại với kênh cá nhân của Hoàng Anh và tiếp tục là series về quy hoạch. Hôm nay Hoàng Anh sẽ cùng với chị review chi tiết về bản đồ quy hoạch đô thị phát triển của huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu, anh chị đừng tiếc một like, một đăng ký kênh để Hoàng Anh có thêm động lực làm thật nhiều video để chia sẻ đến anh chị trong thời gian tới. Nhắc đến Đông Anh thì chắc là nhiều anh chị sẽ nhớ đến cầu thủ Nguyễn Quang Hải đúng không ạ? Một tiền vệ tài hoa của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nhưng mà Đông Anh không chỉ có Nguyễn Quang Hải đâu anh chị ạ. Còn có một nhân vật lãnh đạo lớn nhất của đất nước hiện nay, đó chính là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ạ, cũng quê ở Đông Anh ạ. Và đây chính là cái bản đồ quy hoạch sử dụng đất phát triển đô thị Đông Anh tầm nhìn đến năm 2030 anh chị nhé. Và chúng ta cùng đi vào chi tiết ạ. Có thể nói là Đông Anh là một cái huyện ở phía Bắc của thủ đô Hà Nội, một huyện hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế đô thị trong thời gian sắp tới. Có một liên tưởng là Đông Anh được ví như thể là quận 2 Thủ Thiêm của Hà Nội vậy. Nó tương tự khu vực quận 2 Thủ Thiêm của Sài Gòn, bởi nó chỉ cách trung tâm các cái quận trung tâm như thể Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội chỉ cách một con sông Hồng thôi. Đó. Vì thế thì Đông Anh sẽ phát triển rất mạnh trong thời gian tới anh chị nhé. Chút nữa thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về hạ tầng giao thông và các dự án lớn của Đông Anh. Và trước khi đi vào chi tiết thì nếu như anh chị mà xem cái bản đồ này lần đầu ấy, tỷ lệ này 1 trên 25.000 anh chị nhé. Thì chúng ta sẽ kéo xuống phía bên dưới này. Nó sẽ có chú dẫn đầy đủ hết các màu tương ứng với các loại đất. Đất nào, đất trồng lúa, đất quốc phòng, đất an ninh này, đất ở đô thị, đất ở nông thôn, đất trụ sở cơ quan đều có hết anh chị nhé. Các ký hiệu này để mình theo dõi rất là dễ. Và chúng ta cùng nhìn một cái về cơ cấu sử dụng đất đến năm 2030 ấy, thì trên tổng diện tích tự nhiên của Đông Anh là 18.568,12 ha. Thì diện tích đất nông nghiệp chỉ còn lại 14,07% thôi. Tương ứng là hơn 2.612 ha. Và đất phi nông nghiệp lúc đó chiếm đến 85,93%. Tương ứng là khoảng 15.955 ha. Đó, thì anh chị thấy là hiện tại thì Đông Anh thì diện tích đất nông nghiệp vẫn còn tương đối nhiều. Nhưng mà đến năm 2030 ấy, khi mà phát triển đô thị hoàn chỉnh thì diện tích đất nông nghiệp còn lại rất là thấp. Điều này cho thấy là việc phát triển quy hoạch đô thị trong thời gian tới sẽ được tập trung và triển khai với tốc độ rất là nhanh. Cũng như thể lộ trình đưa huyện Đông Anh để sớm lên quận theo lộ trình mới nhất của Ủy ban thành phố Hà Nội là nhanh nhất là 2023 và muộn nhất là 2024 thì Đông Anh sẽ lên quận. Gia Lâm và Đông Anh sẽ hai huyện được ưu tiên lên quận sớm nhất. Gia Lâm hôm trước thì anh đã theo dõi là đã đạt trên 25 trên 27 tiêu chí rồi, chỉ còn hai tiêu chí thôi. Và Hoàng nghĩ là Gia Lâm sẽ lên trước Đông Anh, sẽ sớm hơn Đông Anh. Đông Anh sẽ lên sau. Dự kiến là nhanh 2023 và muộn nhất là 2024. Ở cái bản đồ này thì anh chị sẽ cùng nhìn chi tiết một xíu này. Cái trục dọc cái sông Hồng này anh chị thấy là ngăn cách này thì nó sẽ liên quan đến cái hạ tầng kết nối giao thông, các cây cầu. Các cây cầu là rất quan trọng với thủ đô Hà Nội cũng như bất kỳ một cái thủ đô nào mà ở phát triển dọc cái dòng sông. Như Sài Gòn thì có sự phát triển đều hơn ở hai bên sông. Còn Hà Nội thì Hoàng thấy là phía bên kia của sông Hồng ấy, phía bên kia của các quận trung tâm ấy, như thế Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên ấy, thì hiện nay thì mới đang tập trung để phát triển. Và đó là cái điều hết sức quan trọng cũng như quy hoạch phát triển của lãnh đạo cũng như thể là thành phố Hà Nội là sẽ phát triển cân bằng đô thị ở hai bên sông Hồng. Mới đây thì thành phố Hà Nội cũng đã phê duyệt cái quy hoạch đồ án đô thị phát triển hai bên sông Hồng này với diện tích quy hoạch khoảng 11.000 hecta với chiều dài là đó khoảng 40 km dọc cái sông Hồng này. Và sẽ triển khai Hà Nội sẽ triển khai thêm khoảng 6 cây cầu anh chị nhé. Thì với địa phận của Đông Anh thì có hai cây cầu mới, đó chính là cầu Thượng Cát và cầu Tứ Liên. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu đi từ những cây cầu anh chị nhé. Tại vì hạ tầng giao thông, kết nối giao thông nó là cái nút thắt quan trọng nhất để phát triển đô thị với bất kỳ một khu vực nào. Đây chính là cái vị trí quy hoạch
phát triển cái cầu Thượng Cát trong tương lai này. Cầu này có cái tổng mức đầu tư rất lớn, đâu đó khoảng phải nhớ là 9.000 tỷ. Nó sẽ kết nối với vành đai 3,5 ấy qua Bắc Từ Liêm này đến cái đoạn quốc lộ 32 đến Hoài Đức, đến Lê Trọng Tấn kéo dài đấy và kéo sang đấy. Anh đã làm một cái video chi tiết về đường vành đai 3,5 rồi, anh chị có thể theo dõi trên kênh của Hoàng Anh. Ở đây lấy cầu Thượng Cát trong tương lai này. Tiếp theo là cái cầu Thăng Long đây anh chị ạ. Cầu Thăng Long thì đã được xây dựng rất là lâu rồi. Từ hồi Liên Xô, Hoàng nhớ đâu đó Liên Xô hỗ trợ cầu Thăng Long này. Và trên những trục Thăng Long Nội Bài này để dẫn ra cái sân bay Nội Bài. Và cái cây cầu rất hiện đại của thành phố Hà Nội đó chính là cầu Nhật Tân, ở trên trục giao thông phải nói là rất xịn sò, nối từ trung tâm ra sân bay Nội Bài ấy, qua đường Võ Chí Công này, sau đó đi qua cầu Nhật Tân là Võ Nguyên Giáp anh chị ạ. Con đường rất hiện đại, có thể nói Hoàng thấy là con đường này con đường đẹp đẹp nhất, cửa ngõ đẹp nhất từ sân bay về Hà Nội. Mà rất nhiều anh chị cô chú từ Sài Gòn ra ấy, thì rất thấy gọi là ghen tị với Hà Nội vì có cái trục con đường rất là đẹp Võ Chí Công hiện đại. Đó thì đây là cầu Nhật Tân. Ở dưới này là cái cây cầu hết sức quan trọng thời gian tới đó chính là cầu Tứ Liên anh chị ạ. Một cây cầu quan trọng bậc nhất trong thời gian tới để phát triển đô thị của Đông Anh. Nó nối với cái quận Tây Hồ ở vị trí là khách sạn Thắng Lợi ấy. Nó chính là khách sạn Intercontinental Westlake hiện nay ấy. Nó sẽ nối qua vị trí đó anh chị nhé, cái cầu Tứ Liên này. Một chút nữa thôi Hoàng sẽ có mở một bản khác chi tiết hơn để anh chị có thể hình dung các cây cầu này sẽ kết nối như thế nào. Và đây là xã Đông Hội, đây là cầu Đông Trù anh chị, quốc lộ 5 kéo dài cái đường Trường Sa đó. Đó thì trước khi đi vào chi tiết về các cái khu đô thị sẽ phát triển ấy, thì Hoàng sẽ tập trung vào cái khu vực trung tâm hành chính hiện nay ấy. Trước chúng ta cùng review chi tiết trước này, đó chính là khu vực thị trấn Đông Anh đấy. Đây là khu vực thị trấn Đông Anh anh chị nhé. Kết nối giao thông chính là cái quốc lộ 3. Quốc lộ 3 là cái trục xương sống của trung tâm thị trấn hành chính của Đông Anh này. Đó. Quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh này. Nó kết nối qua cái cầu Phú Lỗ này. Đây là khu vực thị trấn Đông Anh này. Và cái xã Cổ Loa đấy có di tích thành Cổ Loa, có cái lịch sử giữa Mỹ Châu Trọng Thủy anh chị. Hoàng thì không giỏi về lịch sử lắm, hy vọng nó có một dịp gần nhất thì Hoàng cũng sẽ qua tham quan cái thành Cổ Loa này, di tích thành Cổ Loa này. Hoàng cũng chưa sang đây bao giờ cả, một di tích rất nổi tiếng. Đông Anh thì có hiện nay thì có một thị trấn và 23 xã, hoặc nhớ 23 xã. Đông Anh là có diện tích tự nhiên cũng tương đối lớn, là một huyện có diện tích tương đối lớn của Hà Nội. À, khu vực này là khu vực có cái sân golf Vân Trì anh chị ạ. Một cái đầm Vân Trì rất là lớn đây. Nhìn diện tích mảng màu xanh này anh chị sẽ thấy này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết các khu đô thị, các cái công trình lớn của Đông Anh để xem là hiện nay và trong tương lai sẽ như thế nào chị nhé. À, đầu tiên là một cái siêu dự án rất lớn ở khu vực xã đây ạ. Kết nối từ đường cầu Nhật Tân qua đường Võ Nguyên Giáp anh chị ạ, để nối ra sân bay Nội Bài ấy. Đây chính là cái nút giao này, là nút giao với đường nằm kéo dài này cũng đã hoàn chỉnh rồi. Nói chung là hạ tầng rất là tốt. Khu vực xã Vĩnh Ngọc đây, nút giao đây. Thì có hai siêu dự án Hoành muốn đề cập đến. Đầu tiên là khu vực này. Toàn bộ cái dọc này chị nhá. Toàn bộ cái dọc này, khu vực xã Vân Nội này và xã Tiên Tiên Dương này ở hai bên cái đường Võ Nguyên Giáp để chạy ra sân bay Nội Bài ấy, là cái trục này đâu đó khoảng 11 km ấy.
Thì tập đoàn BRG, BRG ấy, đã quy hoạch để phát triển cái trục đô thị Nhật Tân Nội Bài này, với điểm nhấn chính là cái tháp Phường Trạch cao đến 108 tầng ấy. Thì có một cái dự án rất lớn ở đây là chính là thành phố thông minh Đông Anh anh chị nhé, BRG Smart City, gọi là Smart City Đông Anh ấy. Nó khu vực này anh chị ạ. Nếu như anh chị đi từ quá cầu Nhật Tân đến cái khu vực này, anh chị nhìn bên trái này. Đó, toàn bộ khu vực này. Toàn bộ cái khu vực này đó, ở đô thị này anh chị này, toàn trục dọc này. Đó chính là cái dự án siêu dự án BRG, BRG đấy. Smart City của tập đoàn BRG kết hợp với hợp tác với tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản. Dự án này thì quy mô rất là lớn, hoài nhớ đầu đó khoảng độ 200 hơn 270 hecta. Dự án này khởi công vào năm, hoài nhớ là năm 2020, tháng 10 2020 thì phải. Nhưng mà đến hiện nay thì Hoành thấy vẫn chưa có động triển khai gì cả. Vẫn là cánh đồng. Người dân vẫn làm diện tích nông nghiệp đấy rất là lớn, vẫn trồng lúa, vẫn trồng hoa màu. Có thể nói là BRG là một cái tập đoàn mà bản thân Hoành không hy vọng quá nhiều về tiến độ lắm. Hoành cập nhật mới nhất thông tin thì Bí thư thành phố Hà Nội thì đang gấp rút triển khai và hy vọng đến tháng 6 này, đến tháng 6 2022 này thì cái thành phố thông minh Đông Anh này thì sẽ triển khai giai đoạn 1 này với sự hợp tác đầu tư của tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản. Một cái dự án vị trí phải nói là tuyệt vời. Hy vọng là với cái vốn từ Nhật Bản thì tập đoàn BRG sẽ triển khai sớm cái giai đoạn 1 của cái dự án thành phố thông minh này. Một dịp nào đó thì anh sẽ cập nhật chi tiết tiến độ và quy hoạch của cái thành phố thông minh này để anh chị được biết nhé. Nếu như mà không phải BRG thì Hoành nghĩ nó sẽ nhanh hơn rất nhiều đấy. Và ở bên cạnh này, ở cái nút giao giữa cái đường Võ Nguyên Giáp với đường quốc lộ, đường Trường Sa, đường nằm kéo dài đấy chị, là 100 hectare của dự án công viên văn hóa Kim Quy, gọi là Disneyland của Hà Nội đấy ạ, với mô hình tương tự Disneyland quốc tế, với sự đầu tư của tập đoàn Sun Group, một tập đoàn rất là lớn, tập đoàn kinh tế nổi bật của Việt Nam hiện nay. Giờ này thì quy mô đâu đó 100 hectare và với cái tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ anh chị ạ. Đâu đó khoảng 4.600 tỷ thì phải. Dự án này thì đã được khởi công rất lâu rồi, từ phải nhớ từ 2016. Tính đến nay đâu đó khoảng 6 năm rồi. Nhưng mà vẫn là một bãi đất trống có biển bên ngoài. Nếu như anh chị đi qua cái đường nằm kéo dài đường Trường Sa ấy, anh chị nhìn có cái khu vực diện tích rất lớn ở gần với nút giao với đường Võ Nguyên Giáp này. Thì đấy chính là dự án công viên văn hóa Kim Quy này. Hy vọng là thời gian tới thì tập đoàn Sun Group sẽ sớm triển khai cái dự án này. Đây là một dự án mà công viên phải nói hiện đại bậc nhất thủ đô hiện nay. Nó sẽ là điểm vui chơi giải trí quan trọng của người dân thành phố Hà Nội. Dọc trục này, đường Trường Sa này, đường Trường Nằm kéo dài này thì Hoành thấy là giao thông rất là tuyệt vời rồi. Đây là các cái trục sẽ phát triển trong tương lai này. Xã Xuân Canh, khu vực xã Xuân Canh nha chị nhé. Đó, và dọc cái đi một chút thôi, đường Trường Sa, đường nằm kéo dài đấy, đi xuống khu vực xã Xuân Canh để xuống xã Đông Hội này. Chúng ta sẽ cùng review cái chỗ khu vực này tương đối lâu một xíu, tại vì nó là vị trí của một siêu dự án, chắc anh chị cũng đã đoán được ra rồi. Đó chính là dự án Vinhome Cổ Loa, một siêu dự án sẽ triển khai trong thời gian tới của tập đoàn Vingroup, một siêu dự án rất lớn. Dự án này thì nằm ở khu vực xã Đông Hội ạ, nằm giữa cái trục Trường Sa, chính là đường nằm kéo dài ấy. Đây là cầu Đồng Chu anh chị nhé, và cái trục cầu Tứ Liên này, cầu Tứ Liên kéo ra cái vị trí này, một vị trí tuyệt vời ạ, nằm ở ngã tư này luôn ạ. Thì dự án này là một cái cụm gồm quy mô đâu đó khoảng 388 hectare anh chị nhé, thì sẽ gồm cái trung tâm triển lãm hội chợ quốc gia mới ở Cổ Loa này thì là quy mô khoảng 90 hectare. Cái trung tâm triển lãm này vốn đâu đó khoảng hơn 6.000 tỷ thì phải. Và nhớ hơn 6.000 tỷ. Thì với quy mô 90 hectare thì nó là cái trung tâm triển lãm lớn nhất châu Á và lớn thứ 6 thế giới ấy. Kinh khủng của chị ạ. Một cái dự án rất lớn.
Thì đây chính là cái khu vực mà trung tâm triển lãm hộ chiếu quốc gia 90 hectare sẽ phát triển tại đây. Hiện nay thì nếu anh chị mà đi từ cầu Đồng Chù đi về phía Nội Bài ấy, thì anh chị sẽ đi qua cầu Đồng Chù một chút, thì anh chị sẽ nhìn ở bên trái ấy, nó sẽ có cái khu vực là đã cắm mốc, đã có hàng rào bao quanh và rất nhiều cái vườn ươm cây ấy. Thì đấy chính là cái khu vực 90 hectare của trung tâm triển lãm hội chiếu quốc gia này đó. Thì tập đoàn Vingroup sẽ là chủ tư của cái dự án này. Anh chị nhìn trên cái khu vực này sẽ ký hiệu là TMD ấy, chính là đất thương mại dịch vụ đó. Đó, toàn bộ cái khu vực lõi trung tâm này. Còn ngoài ra thì đâu đó khoảng hơn 200 hectare diện tích đất để phát triển đô thị của dự án Vinhome Cổ Loa, thì anh chị nó sẽ nằm ở phía đối diện này. Chính là anh chị nhìn ở đây chính là ở đô thị để ODT này, ở đô thị này. Đó, cái cụm này. Ngoài ra đây diện tích mặt nước này chính là hồ này, y hòa mặt nước màu xanh anh chị nhé. Và dự án Vinhome Cổ Loa này nó bao gồm cả lên đến đây này anh chị này. Nó hình đây, hình một cái trải dài rộng này. Một cái vòng này nếu anh chị nhìn ở trên cái con chuột hoặc anh đưa này. Đó. Đấy chính là dự án Vinhome Cổ Loa này. Toàn bộ 287, 288 hectare đây. Đó chính là hai bên của cái đường nằm kéo dài, chính là đường Trường Sa này. Anh chị nhìn này, các cái phân khu ODT, ODT đã ở đô thị đó. Đó, có thể nói là một cái vị trí của dự án này Vinhome Cổ Loa quá tuyệt vời anh chị ạ. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Giao thông hiện đại rất là gần trung tâm. Và chỉ thiếu một nút thắt duy nhất thôi, đó chính là cái cầu Tứ Liên. Cầu Tứ Liên mà triển khai thì từ cái dự án Vinhome Cổ Loa này đi vào trung tâm quận Tây Hồ, quận Hoàn Kiếm quá là gần, Hoàng nghĩ chỉ đâu đó khoảng 5 đến 10 phút thôi, rất gần. Chỉ cách một cây cầu thôi. Có thể nói là vị trí này quá là chiến lược trong tương lai. Vị trí kim cương. Không có lăn tăn gì khi so sánh, đó là quận 2 là Thủ Thiêm của Hà Nội. Hoàng tự tin như vậy, cầu Tứ Liên này. Cái cầu Tứ Liên này thì Hoàng có tìm hiểu thì đâu đó nó là dự án BT của tập đoàn Sun Group. Nhưng mà cũng lâu lâu cũng rất lâu rồi mà chưa có cái động thái để triển khai gì. Hy vọng trong thời gian tới thì Ủy ban nhân thành phố Hà Nội cũng như thể huyện Đông Anh sẽ sớm triển khai cái cầu Tứ Liên này. Thì nó sẽ kết nối toàn bộ, và Hoành nghĩ là cái cầu Tứ Liên cũng là một cái nút thắt giao thông quan trọng để phát triển đô thị, để Đông Anh, để lên quận, để phát triển tương xứng với cái vị trí và cái kỳ vọng cũng như thể tiềm năng của cái huyện Đông Anh. Nó sẽ là quận Đông Anh, quận quan trọng trong tương lai của thành phố Hà Nội đấy. Từ cầu Đồng Chù anh chị nhìn bên phải này có một dự án, đó dự án Eurowindow River Park đó, nó bao gồm khoảng độ mấy tòa căn hộ và mấy trăm căn biệt thự liền kề đấy. Một dự án cũng tương đối nhỏ thôi anh chị. Đó. Ngoài ra thì ở những phân khu này nó có những dự án khác này, anh chị nhìn hình dung này, ODT này. Thì Hoành cũng chưa tìm hiểu chi tiết được các dự án nhỏ đó. Phải nói là vị trí của Vinhome Cổ Loa quá tuyệt vời anh chị ạ. Hỏi tại sao mà rất nhiều quý cô chú, anh chị, khách hàng đều gọi và liên hệ Hoành muốn tìm mua cái dự án này, hỏi thông tin về dự án này. Nhưng hiện nay thì dự án Vinhome Cổ Loa thì chưa có một thông tin chính thức gì anh chị nhé. Tập đoàn Vingroup thì chưa có cái kế hoạch thông tin chính thức, thời điểm mở bán cũng như thể thông tin chính thức về dự án này. Anh chị hãy theo dõi, Hoành sẽ cập nhật khi mà có thông tin chính thức về dự án này. Đó. Về cơ bản thì Hoành thấy là Đông Anh một vị trí chiến lược quá là đẹp luôn. Trên trục phát triển ra gần với sân bay ở Nội Bài tại Sóc Sơn. Ngoài ra có một cái nữa là cái Hoành chưa nhắc đến ở đây. Đó chính là cái khu công nghiệp Bắc Thăng Long ấy, là một khu công nghiệp rất thành công kiểu mẫu tại Hà Nội. Khu công nghiệp này là vốn đầu tư 100% của Nhật Bản nhé. Rất nhiều doanh nghiệp lớn của Nhật Bản đang đặt nhà máy và phát triển sản xuất tại đây. Hoặc nhớ là Panasonic này, nhiều loại, rất nhiều. Khu công nghiệp Bắc Thăng Long này. Đó thì về cơ bản thì Hoành thấy là cái quy hoạch của Đông Anh này phải nói tuyệt vời, từ hạ tầng, giao thông, mọi thứ phát triển. Hy vọng là
những cái gì quy hoạch, những cái gì ở trên bản vẽ này sẽ sớm được đưa ra thực tế để chúng ta thấy được cái huyện Đông Anh cất cánh lên là quận Đông Anh, một quận quan trọng phát triển của thủ đô Hà Nội. Và Hoàng sẽ đi vào chi tiết hơn để anh chị thấy được là hiện nay các con đường và các cái khu đô thị này hiện trạng đang như thế nào ở cái Google Map anh chị nhé. Trước khi chuyển sang Google Maps thì Hoàng sẽ cùng anh chị tìm hiểu về cái bản đồ kế hoạch sử dụng đất của Đông Anh đến năm 2022 này. Cái bản này thì nó khác cái bản kia ở cái điểm gì anh chị? Nó chính là cái những khu vực đất hiện trạng nào được nằm trong cái kế hoạch sử dụng đất năm 2022 này thì nó sẽ thể hiện ở trên cái bản đồ này. Những cái phần mà gạch chéo anh chị nhé, những phần gạch chéo chính là nằm trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất của Đông Anh năm 2022 này. Đây, nhìn ở đây thì chị sẽ hình dung được là sắp tới Đông Anh phát triển như thế nào. Trong cái cơ cấu sử dụng đất của Đông Anh năm 2022 này thì đất nông nghiệp nó chiếm khoảng 36,40% tương khoảng 6.757 hectare. Và đất phi nông nghiệp chiếm 62,68% tương là 11.638 hectare. Và còn lại đất chưa sử dụng chiếm 0,92%. Và chúng ta cũng chi tiết đây, chúng ta cũng tìm hiểu chi tiết đây. Rất dễ để hình dung thôi. Những cái dự án lớn này, đây. Đây chính là dự án Vinhome Cổ Loa đấy anh chị. Ở cái phần triển lãm giảng võ và cái phần dự án này đều nằm trong cái kế hoạch sử dụng đất 2022 của huyện Đông Anh này. Đó. Công viên Kim Quy. Đây là công viên Kim Quy đây. Disneyland của Hà Nội 100 hectare. BRG Smart City, thành phố đông thông minh của Đông Anh ở khu vực này. Và một vài cái dự án khác nữa. Đó thì về cơ bản thì anh chị có thể check được cái kế hoạch sử dụng đất của Đông Anh 2022 ở cái bản đồ này. Và chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Chúng ta hãy đi vào hiện trạng của Đông Anh thực tế đang là như thế nào chị nhé. Chúng ta hãy mở Google Map anh chị nhé, hai công cụ mà anh thường xuyên để chia sẻ với quy hoạch với anh chị, đó là Google Map, bản đồ quy hoạch và cái trang quy hoạch.hanoi.vn. Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam. Đây anh chị này, anh chị nhìn này. Đấy, cái phần mà được bao bởi cái đường màu đỏ này chính là cái địa giới của huyện Đông Anh anh chị nhé. Một huyện tương đối lớn của Hà Nội. Có thể nói là cái phần diện tích của huyện Đông Anh nó lớn hơn nhiều cái phần toàn bộ cái phần các quận và khu vực trung tâm của Hà Nội. Nhìn này anh chị này, rất lớn này. Và với cái vị trí chiến lược này, nó chỉ cách cái sông Hồng thôi, gần với khu vực trung tâm quận Tây Hồ, quận Bắc Từ Liêm, thì Đông Anh có một vị trí rất là chiến lược. Đây, khu phục phố cổ này đi sang rất là gần này chị nhá. Lăng Chủ tịch ở đây này, Hồ Tây này, ga Hà Nội nhà hát lớn này, giáp với đây là quận Gia Lâm, à quận Long Biên này, anh chị, quận Long Biên đây, Long Biên này, Đông Anh, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, quá là gần luôn. Và chúng ta thử xem cái đường đi một xíu. Hoàng sẽ chọn là dự án, Hoàng sẽ chọn Hồ Tây đi. Hồ Tây này đến Đông Anh, trên cái con đường cũ qua cầu Nhật Tân đến cái khu vực Đông Anh này thì bản Google Map nó chỉ khoảng 10 km, 17 phút. Hoàng sẽ chọn là dự án Vinhome Cổ Loa đi. Một dự án rất lớn, đây rồi. Đó, nếu nếu như mà đi cái đường vòng qua cầu Nhật Tân ấy xuống cái quốc lộ 5 kéo dài Trường Sa này thì vị trí rất xa anh chị ạ, khoảng 19 km.
đi mất 31 phút. Nhưng nếu mà trong tương lai, đây là khu vực cầu Tứ Liên này, trong tương lai đấy chính là cái khu vực cầu Tứ Liên nối vào cái khách sạn Intercontinental Hà Nội Westlake này, hay là tên cũ là khách sạn Thắng Lợi này, đó nó sẽ nối một phát sang đây luôn anh chị ạ. Thì cái dự án từ dự án Vinhomes Cổ Loa vào trung tâm quá là gần anh chị ạ, rất rất gần, chỉ 5 phút thôi, và anh nghĩ chỉ 5 phút thôi, vị trí quá là tuyệt vời luôn, kim cương. Và như cái bản quy hoạch lúc nãy ấy, thì anh chị có thể nhìn ở trên cái Google Map này anh chị, bản đồ vệ tinh này, anh chị sẽ thấy được những cái con đường nó dễ hơn. Anh sẽ review một xíu này. Đây chính là khu vực cầu Thượng Cát này anh chị. Cầu Thượng Cát bắc qua sông Hồng, đường vành đai 3,5 này. Chỗ làng hoa Tây Tiệu này, đây. Ở đường Tây La Đồng này, đây chính là khu vực cầu Thượng Cát bắc sang này. Kết nối với Đồng Anh này. Còn đây là cầu Thăng Long anh chị ạ. Cầu Thăng Long. Khu công nghiệp Bắc Thăng Long rất là thành công với các công ty của Nhật Bản. Toto này, Panasonic này, Canon này, rất nhiều. Đây là cái trục cao tốc Thăng Long Nội Bài này, để đi ra sân bay đường Võ Văn Kiệt này chị ạ. Để nối đến sân bay Nội Bài này. Mê Linh ạ, Mê Linh một khu vực mà Hoàng sẽ review cho anh chị ở cái video sắp tới, để kết nối với sân bay Nội Bài này. Đây là khu vực đầm Vân Trì, sân golf Vân Trì anh chị nhé. Đây chính là cái đường quốc lộ 5 kéo dài này, đường Hoàng Sa anh chị. Xuống khu vực này là đường Trường Sa, qua cái đê tả sông Hồng này. Đây là cầu Nhật Tân anh chị nhé. Cầu Nhật Tân này, cái trục giao thông rất là hiện đại của Hà Nội, giao với quốc lộ 5 này. Những cái nút giao này đi rất là tuyệt vời. Đây, đấy chính là cái khu vực này, chính là cái khu vực trục đô thị Nhật Tân Nội Bài đây, 11 km này. BRG Smart City Đông Anh đây, thành phố thông minh Đông Anh đây. Anh chị sẽ thấy toàn bộ những cái khu vực này, khu vực đất trống này, đất nông nghiệp hiện tại này, và hai bên nữa, bên cả bên này nữa, khu vực chính ở bên này đây. Có thể nói vị trí của cái thành phố thông minh của Đông Anh, tập đoàn BRG phát triển quá là tuyệt vời, vị trí quá là đắc địa, quỹ đất hiếm hoi hiện nay của Hà Nội. Rất tiếc là tiến độ anh chị có thể nhìn thấy trên cái bản đồ vệ tinh này vẫn là những cánh đồng, mặc dù đã được khởi công từ 2020, hơn 2 năm rồi. Hy vọng dần tới thì tập đoàn BRG sẽ với tập đoàn Sumitomo Nhật Bản sớm triển khai. Còn đây, đây chính là cái dự án công viên Kim Quy này. Đó, trên vệ tinh thì Hoàng thấy là bắt đầu đã triển khai một phần rồi này, hồ này, san lấp rồi này. Thời gian tới thì Hoàng sẽ cập nhật chi tiết cho anh chị cái flycam tiến độ của dự án công viên Kim Quy này. Anh chị hãy đợi Hoàng nhé, ở trên kênh của Nguyễn Hoàng Anh. Đây chính trục đường Trường Sa này, cũng rất hiện đại anh chị nhé. Đường Trường Sa này. Đây chính là cái trục cầu Đuống này, dít thành cổ loài ở đây anh chị nhé. Và đây đính là khu vực quốc lộ 3 này, thị trấn Đông Anh đây. Đây chính là đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên anh chị ạ. Đây chúng ta sẽ cùng review chi tiết một xíu ở khu vực này. Đây chính là cái cầu Đồng Trù, khu vực Ngọc Thụy này, cầu Long Biên, cầu Trường Dương này, khu vực trung tâm này. Thì có thể nói vị trí này rất là gần. Qua cầu Đồng Trù một chút, anh chị bên phải sẽ thấy là chung cư Eurowindow River Park này. Và đây, đây chính là siêu dự án Vinhomes Cổ Loa và cái trung tâm hỗ trợ triển lãm quốc gia mới ở đây. Đó, ở bên trái này chính là cái trung tâm hỗ trợ triển lãm quốc gia 90 hectare này. Còn cái dự án Vinhomes Cổ Loa sẽ gồm cả hai bên của đường Trường Sa này. Nó chạy lên tận đây anh chị ạ, chạy lên tận đây luôn. Tất cả những khu vực trống này, đất trống này sẽ là dự án Vinhomes Cổ Loa hết. Đó, nó chạy lên tận đây luôn, toàn bộ đất trống này. Có thể nói vị trí rất rất đắc địa của dự án Vinhomes Cổ Loa, nằm tại xã Đông Hội của Đồng Anh. Và đây chính là vị trí của cầu Tứ Liên anh chị. Cầu Tứ Liên đây,
Đó, nó sẽ bắc khoảng đây. Tuyệt vời, phải nói là vị trí quá là đắc địa, hiếm có. Ok, chúng ta sẽ đi vào một chi tiết một chút ở cái trang quy hoạch chấm Hà Nội chấm vn. Ở bản này anh chị sẽ thấy được rất dễ để hình dung hơn này. Đây, đây là chính là khu vực cầu Tứ Liên đây, nó kết nối với khách sạn Thắng Lợi này. Đó. Qua khu vực Tứ Liên để bắc sang này. Giao với đường Trường Sa. Quốc lộ nào kéo dài này. Đó, cái trục này nó sẽ kéo ra đây. Trục giao thông quan trọng. Di tích thành Cổ Loa đây. Và đây chính là dự án Vinhome Cổ Loa này. Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia đây. Đó thì nhìn ở trên này chị sẽ thấy được quy hoạch. Đây chính là toàn bộ cái dự án Vinhome Cổ Loa anh chị nhé. Nhìn ở đây. Đó, rất là lớn. Gần 300 hectare. 288 hectare. Còn đây là công viên Kim Quy đây anh chị. Công viên văn hóa Kim Quy đây. Có hết anh chị ạ. Rất dễ để hình dung. Còn đây là thành phố thông minh BRZ Smart City đây. Đây ạ, BRZ Smart City đây. Cả hai bên đấy chị nhé. Khu này cả hai bên này. Toàn bộ trục phát triển này, đâu đó khoảng 11 km. Quy hoạch. Đây là sân golf Vân Trì này. Ok. Đó thì về cơ bản thì Hoành đã review sơ bộ tổng quan chi tiết được cái bản đồ quy hoạch và các cái con đường cũng như thể các dự án lớn tại Đông Anh sắp triển khai thời gian tới. Hy vọng là video này hữu ích với anh chị. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Và anh chị nếu thấy video này có ích thì đừng quên dành tặng Hoành một like, một đăng ký kênh để Hoành có thêm động lực làm thêm các video về quy hoạch các huyện khác nữa anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại chị ở những video tiếp theo.